chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 17 giờ, bản tin đặc biệt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cập nhật về công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ 9 giờ sáng nay, tỉnh Hưng Yên phát lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Hồng. Từ 13 giờ chiều nay, phát lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Luộc. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, sáng nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã về kiểm tra tại kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, kè Phú Mỹ, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, cụm kho vật tư phòng chống lụt bão Nghi Xuyên và trạm bơm Linh Tập, xã Đại Tập, huyện Khói Châu. Tại thời điểm kiểm tra, nước lũ từ thượng nguồn vẫn tiếp tục dồn về, mực nước dâng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Đê điều và các địa phương thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. Các địa phương tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là khu vực dân cư ngoài bãi sông, để từ đó chủ động đưa ra biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Thông báo cho người dân khẩn trương thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến đò dọc ngang, kiên quyết đình chỉ hoạt động của những phương tiện không đủ điều kiện về an toàn theo quy định. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra mực nước sông Hồng tại khu vực bến phà Yên Lành cũ thuộc địa bàn phường Minh Khai, kiểm tra hiện trạng mực nước tại khu vực cống Ba Cửa thuộc địa bàn phường Lam Sơn, kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực sản xuất nông nghiệp của xã Hùng Cường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với lượng nước từ thượng nguồn đổ về do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và sự điều tiết xả lũ từ các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình và Tuyên Quang, tình hình mực nước sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng nhân lực vật lực xử lý nhanh các tình huống sự cố khi có ngập lụt, có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do ngập lụt. Hiện nay là mực nước lên rất là nhanh, với tình hình này thì diễn biến rất là khôn lường. Chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo dùng mọi biện pháp để phòng chống thiên tai một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Khi mà nước lên thì không tránh khỏi những thiệt hại với nông nghiệp. Và đồng thời đấy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo luôn là cho các ngành liên quan đấy để xem xét là thiệt hại của nhân dân. Trước hết là giao cho huyện sẽ hỗ trợ các cái thiệt hại nhân dân từ nguồn ngân sách dự phòng. Nếu mà cái nguồn dự phòng của các huyện mà trên 50% thì tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ tiếp, giảm thiệt hại tối đa cho người dân. Trước tình hình nước sông Hồng lên rất nhanh, gây úng ngập nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang đã huy động toàn bộ chiến sĩ, lực lượng quân đội, công an, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban ngành của huyện và lực lượng các xã, thị trấn tăng cường ứng cứu cho các xã có đê để kịp thời di dời tài sản hoa màu của nhân dân khỏi vùng úng lụt. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, sau bão số 3, huyện Văn Giang có gần 990 ha diện tích bị úng ngập, trong đó có 350 ha hoa cây cảnh bị ngập nặng khó tiêu úng, 323 ha cây ăn quả và 204 ha rau màu bị ngập úng. Diện tích úng ngập chủ yếu trên địa bàn 6 xã Côn Đê. Huyện đã huy động các lực lượng khoảng gần 1.000 người cùng nhiều loại phương tiện ứng trực hỗ trợ nhân dân các xã Xuân Quan, Phùng Công, thị trấn Văn Giang, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở nhanh chóng di chuyển tài sản hoa màu, cây cối, vật nuôi, tổ chức tuyên truyền vận động di rời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại khu dân cư thôn Văn Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động, chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ chiều qua đến sáng nay, nước sông Hồng đã dâng nhanh lên cao hơn từ 2 đến 2,5 mét, nhấn chìm toàn bộ diện tích canh tác của người dân ở bãi non và bãi chim với diện tích trên 30 ha. Người dân khẩn trương thực hiện neo đậu thuyền bè, thu dọn tài sản tránh nước sông dâng tràn. Năm 96 là năm bão to là nước vào đến làng, không tưởng tượng được năm 2024 này nước lên quá nhanh. Nhìn thấy nước lên mới từ đêm qua đến ngày hôm nay nước tràn vào đường của thôn Vân Nghệ. Nếu thì nó trôi hết mất rồi, chỉ còn mấy cái phi. Thì từ hôm qua trúc trực vào nước lên nó nhanh quá. Thôn Vân Nghệ có hơn 357 hộ dân. Ngay trong chiều ngày 10 tháng 8, huyện Kim Động đã thực hiện kiểm tra công tác phòng chống ngập úng tại đây, đồng thời bố trí phương án di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao. Hiện 100 hộ gia đình có nhà cấp 4 được bố trí di rời sang các hộ liền kề có nhà kiên cố cao tầng. Trường hợp nước dâng cao sẽ tiến hành di rời ra khu vực trường học của thôn nằm ở vị trí cao. Thưa quý vị và các bạn, đây là tuyến đường chính dẫn vào thôn Vân Nghệ từ đê sông Hồng xuống ạ. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ khi mà buổi sáng chúng tôi đến đây, nước vẫn ở dưới mép sông ạ. Và bây giờ thì nước đã tràn ngập mặt đường, người dân đi lại rất là khó khăn và nguy cơ ngập úng của khu dân cư Vân Nghệ là rất cao ạ. Trong sáng nay, các địa phương của huyện Kim Động
đặc biệt là 6 xã ven đê đã thực hiện ứng trực 100% quân số và huy động nhân lực tại chỗ để thực hiện hoành triệt 9 cửa cống và xử lý các điểm đê tuyến đê bối sung yếu, thực hiện mở cửa điếm, các trực đê sẵn sàng vật liệu, đồ dùng phòng chống bão. Toàn huyện bố trí phương tiện gồm 1 phà ngang, 8 thuyền cứu hộ và số lượng lớn xe ô tô các loại sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời dân và phòng chống lụt bão. Theo rà soát trước nguy cơ nước sông Hồng dâng cao trên mức báo động 2, toàn huyện sẽ thực hiện di dời trên 110 hộ dân thuộc hai xã Đức Hợp và xã Mai Động đến nơi an toàn. 8 giờ sáng nay thì chúng tôi đã hoành triệt và xử lý 4 vị trí cống, nhưng do tình hình nước lũ diễn biến rất phức tạp, nước lên quá nhanh, cho đến bây giờ là gần 12 giờ thì chúng tôi lại tiếp tục là huy động lực lượng để hoành triệt và xử lý các điểm. Về phương án, nếu như phải di rời khoảng gần 50 hộ dân của thôn Đức Hòa ra khỏi vùng nguy hiểm thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để phân chia nhóm để thực hiện và phân công ứng trực. Qua khảo sát sơ bộ tại huyện Phù Cử, toàn bộ diện tích trồng cây ăn quả rau màu ở vùng bãi của ba xã Tam Đa, Nguyên Hòa, Tống Chân của huyện Phù Cử đã bị ngập úng và hư hỏng nặng. Huyện Phù Cử đang tập trung triển khai chống tràn lũ tại các cống Võng Phan, La Tiến và gia cố đê bối Võng Phan. Sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, vớt vật cản tránh làm ách tắc dòng chảy. Các xã ven đê rà soát cắm cừ đào mò, chủ động thường trực nếu có sự cố xảy ra. Huyện cũng chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ các phương tiện vận tải, đặc biệt là các phương tiện chở vật liệu xây dựng không được quá trọng tải để đảm bảo an toàn cho tuyến đường đê. Mưa lũ làm thay đổi chất lượng nguồn nước đầu vào và ẩn chứa nhiều mối nguy cơ mất an toàn trong sản xuất, cung cấp nước sạch. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo việc cung cấp nước sạch ổn định và liên tục cho người dân. Hiện Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên đang cung cấp nước cho 37.000 hộ dân thuộc thành phố Hưng Yên, các huyện Kim Động, Ân Thi, Khoái Châu. Trong điều kiện thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, để duy trì hoạt động ổn định, an toàn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, công ty tăng cường công tác giám sát đảm bảo chất lượng nước sản xuất, theo dõi an toàn vệ sinh, bảo vệ khu lấy nước. 100% cán bộ, người lao động túc trực 24/24 giờ để xử lý mọi tình huống xấu có thể xảy ra, chủ động trong việc bảo vệ hệ thống cấp nước, kiểm tra khu vực trạm xử lý, trạm bơm hàng ngày, nâng tủ điện phát quang cây xanh, kiểm tra đường dây điện, đường ống nước, thuê máy phát điện có công suất lớn để dự phòng trường hợp mất điện, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân. Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương đã khẩn trương nắm bắt tình hình, triển khai công tác cung ứng hàng hóa và lượng hàng hóa tiêu thụ dự trữ trong những ngày tới tại các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, về mặt hàng xăng dầu, Công ty Xăng dầu Hưng Yên cung ứng hàng ngày trên 1.900 mét khối tại 36 cửa hàng xăng dầu trên toàn tỉnh. Công ty Dầu khí Thái Bình dự trữ mỗi ngày trên 2.000 mét khối. Về nhu cầu các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, các doanh nghiệp cung ứng đảm bảo số lượng lớn dự trữ khoảng trên 5.000 tấn gạo, hơn 300.000 lít nước uống đóng chai, hơn 120.000 thùng mì ăn liền. Ngoài ra, lượng dự trữ tại hai siêu thị The City và siêu thị Intermex huyện Yên Mỹ đảm bảo khoảng trên 4.000 thùng mì, 13 tấn gạo cùng lượng lớn dầu ăn, nước mắm, mì chính, thực phẩm khô. Trong lúc vận hành trạm bơm Trà Phương 3 để tiêu thoát nước khắc phục mưa bão, ông Nguyễn Thế Cường, công nhân cơ điện trạm bơm khu Hồng Vân, huyện Ân Thi phát hiện vật cản tại cánh quạt của máy bơm nước. Mặc dù trong lúc mưa to gió lớn, không quản ngại nguy hiểm, ông Cường đã lặn xuống sông sâu trên 3 mét để vớt vật cản lên. Biết là nó nguy hiểm, nhưng mà để bảo vệ cái máy móc tài sản của nhà nước, trên tôi cũng phải gọi là cố gắng, mình làm hết khả năng của mình. Trước hành động cao đẹp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã biểu dương và khen thưởng cá nhân ông Nguyễn Thế Cường đã kịp thời khắc phục khó khăn, bảo vệ tài sản của nhà nước. Bộ Công an vừa có công điện gửi công an các đơn vị địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ gây ra. Theo đó, các đơn vị cần tập trung ưu tiên công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng tài sản cho người dân và nhà nước, tổ chức tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích, triển khai các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân và tổ chức cứu chữa người bị thương, tiếp tục sơ tán di rời người dân cùng phương tiện, tài sản tại khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa tin không chính xác. Bản tin 17 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.